Dạ cực kỳ trắng luôn cả nhà ơi. Rồi cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Rồi chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em xa lô cũng như là tư vấn cho vậy. Nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi. Làm gì vậy? Mà em làm gì vậy? Nhìn em giống như con trâu mà anh quay em. Mà em đang tư vấn phụ mà em làm gì vậy? Mệt quá anh ơi. Em mặc đồ như con điên như Quỳnh. Anh điều duyên quá. Điều duyên gì mà tại sao sản phẩm người ta mà lấy sức anh da là sao? Điều duyên quá anh ơi. Mà sao mặc đồ như con điên mà ngồi tư vấn như vậy? Nó trắng. Trắng cái gì? Đừng có quay em. Dạ coi. Trắng gì? Dạ coi. Dạ. Mốt còn lấy sản phẩm ta là xài không? Không. Thiệt không? Sản phẩm người ta ai mà cho là like xong rồi trả lại cho người ta. Đáng. Chứ có đâu mà sức lên da của mình như vậy. Quên. Cái gì? Dạ. Dạ. Mốt quảng cấp như vậy hết. Hát ngàn bài coi. Hát ngàn bài coi. Không không hát cái tôi lia qua bộ đồ liền luôn á. Quá. Hát ngàn bài coi mà không hát tôi lia bộ đồ liền. Liền tay liền. Quá. Dù duyên cái gì? Sản phẩm ta mà sức cái gì? Trắng miếng. Trắng miếng cái gì? Anh toàn mà anh. Hát bài nghe coi. Một câu thôi. Chuyện tình dí bán coi. Hai ba coi. Điều gì quá hỏi. Hát coi. Không. Hát đi. Hết giờ kìa. Mai mốt tư vấn thôi nha. Không lấy sản phẩm người ta mà xích nghe chưa? Nghe chưa? Nhớ không? Thằng quỷ cái gì? Nhớ không? Nhớ. Ừ. Quay chi vậy? Ai biểu lấy đồ của người ta. Rồi mình xức lên giùm cho em. Thì cái chai trong đây nó màu đen cũng gì nha. Em đang sử dụng chai này. Đó, màu đen. Và tinh chất là than tre cũng như là bùn núi lửa như gì nha. Than tre và bùn núi lửa. Mình xức lên giùm cho em. Mình xức lên tay giùm cho em. Mình xoa đều để chừng 15-20 phút. Thì những cái tinh chất than tre trong đây thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta và làm da ta bật tông và trắng sáng cực kỳ luôn. Và một điều đặc biệt là quý vị yên tâm, ở bên đây có giấy công nhận, giấy nè đó, giấy bộ y tế rồi nè. Một bộ gồm những gì? Một bộ bên em gồm 4 chai như thế này quý vị nha, gồm 4 chai như thế này, một chai trắng một lần và một chai tắm trắng hàng ngày, và một chai ban đêm và một chai ban ngày. Bộ sản phẩm ủ kích trắng dưỡng ngày dưỡng ban đêm là 1.470.000 tặng một tấm tắm tẩy chế bào chết trị giá là 490.000 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho Lâm. Lấy cái thau nước giùm nhanh vô. Dạ cả nhà ơi, đây là tắm trắng một bước nha mấy chị nha, còn có loại sữa tắm trắng trong vòng 5 đến 10 phút nữa nha cả nhà ơi. Rồi có cái sữa tắm trắng là mình tắm hàng ngày nha chị nha, mình tắm hàng ngày giùm cho em. Là em nói gì là banh rạp ngày hôm nay. Đây hai tay hiện tại nó đen như nhau đây. Mình tẩy nó giùm cho em. Dạ 490k, ok chị Như Ý Nguyễn một chai luôn nè. Rồi chị em nào mua để số điện thoại chị Lâm lấy cái gì mình kỳ giống dạ. Nha. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại nha. Trời ơi. Một... Quý vị ơi, đây một trời một vật, một màu đen đen, trắng thêm vàng vàng, mình kỳ để giùm cho Lâm những gì nha, mình kỳ để giùm cho Lâm. Bởi những cái này nó hơi đen đen, nó bám vô cái móng tay chúng ta những gì nha. Trời ơi, cực kỳ trắng luôn. Cực kỳ trắng luôn gì, thấy rõ không, thấy rõ không, thấy rõ không, thấy rõ. Đây là tắm trắng một bước và không hề ăn nắng nha chị Nguyễn Tình ơi. Bây chị Mai Trang ơi, 490k một chai cho chị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà. Dạ, sản phẩm của Hàn Quốc như vậy nha. Chính vậy nó có giá hơi cao một xíu, hơn hàng Việt Nam của chúng ta như vậy nha. Mọi người mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả đây. Quý vị coi, bàn tay em xòe ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng ống anh, bàn tay trắng nõn là như một con gà móng đỏ luôn. Đúng rồi chị Phương Nguyên ơi, trắng bật tông liền nắp thì luôn. Đây là sản phẩm Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Đây là có giấy công nhận và công bố sản phẩm luôn. Ê anh Kỳ hơi mạnh, nó hơi đỏ nè. Quý vị ơi, cười nhẹ kỳ nhẹ nhẹ giùm cho em những gì nha. Kỳ nhẹ nhẹ thôi. Chị Thêm Như ơi, đây là số điện thoại giùm em. Dạ 490.000 những gì nha. Sản phẩm skin đây. Trời ơi, con nó trắng quá nè mẹ má ơi. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. Cái sản phẩm này em like một lần rồi nhóm gì nha đây. Quý vị coi hai bàn tay nó khác biệt rõ ràng quý vị. Nhưng mà dạ, em kỳ hơi đỏ đây. Quá trời luôn. Ok, cả nhà mình muốn tư vấn đây là số điện thoại giùm em. Ok chị Trinh Huỳnh, ok chị Trúc Lê Phương. Hoặc là ai cũng làm chi nhánh nha. Ai cũng làm chi nhánh thì liên hệ Tăng Thiên Kim thì 15 trời. Dạ ok chị Thắm Mai, cả nhà ơi đây là cái sản phẩm Hàn Quốc. Ok chị Nguyễn Kim Dung một combo luôn. Cả nhà ơi mình mua 3 chai sẽ được tặng một chai cho cả nhà ơi. Ôi quá trời luôn cả mua nhà. Mua 3 chai sẽ tặng 1 chai, nhanh tay lẹ chân mua giùm cho em 3 chai để dành cái gì ơi. À. Làm gì nè, làm gì? Ủa? Làm gì? Quá. Làm cái gì đây? Làm cái gì Quỳnh? Làm gì đâu. Tại sao cái thao của người ta mà cứ tối ngày tắm trắng hoài vậy? Điều gì quá cho nó trắng. Quý vị thấy không? Em là em tắm trắng, em trắng hơn vợ của em, quý vị. Quý vị thấy không? Quý vị nghĩ coi em cái tay của em làm gì? Quý vị coi nè. Tắm là cực kỳ trắng luôn đó mấy chị ơi. Em nói gì quý vị xiên giùm cho em. Này con em đeo gì? Con nó lì nữa gì? Mới ị xong. Mặt nó lì lắm mọi người ơi, nó lì gì nó lì. Lì gâu, lì gâu. Mặt nó nhiêu mày là kiểu gì? Thôi được không? Nhiêu mày giống ai? Nó lì ơi là lì. Ê Quỳnh, anh trắng hơn Nhi đúng không Quỳnh?
đúng không?